rất là cực khổ. À, vì những cái diễn viên heo mà nó không theo yêu cầu của đạo diễn. Mỗi ngày thường anh chỉ ăn có nửa chén cơm thôi. Và trước khi ăn cơm là phải uống nước vô. Về lúc nào cũng bị ba đánh đòn sinh mông. Nhưng mà hằng cũng ngày nhà không ướt. Trời ơi, cái cực kỳ cho cô. Cái cực kỳ phim đó, tôi đóng dây đó. Xin chúc cho các khán giả theo dõi chương trình Sao Muôn Màu sẽ luôn nhiều sức khỏe. Mến chào quý vị khán giả, Mỹ Hạnh rất vui khi ngày hôm nay lại được là một nhịp cầu nối giữa quý vị khán giả và nghệ sĩ giao lưu trong chương trình Sao Muôn Màu. Quý vị khán giả thân mến, nghệ sĩ Hồng Tơ là một tên tuổi đã quá quen thuộc với những ai yêu thích hài kịch. Tuy nhiên, quý vị đã bao giờ tìm hiểu sâu sắc về cuộc sống đời thường, những vấp váp, sa ngã mà anh đã vượt qua để khẳng định tên tuổi của mình như ngày hôm nay chưa? Chương trình Sao Muôn Màu xin mời quý vị có một cuộc trò chuyện thân tình với nghệ sĩ tài năng này. Và ngay sau đây, Mỹ Hạnh xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn. Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, sinh năm 1960 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Từ khi còn rất trẻ, chàng trai miền sông nước đã bén duyên với nghệ thuật cải lương và từng đoạt huy chương vàng trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985. Năm 1991, nghệ sĩ Hồng Tơ được bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất. Nhưng sau đó, nghệ sĩ Hồng Tơ dường như vắng bóng trên sân khấu vì những đổ vỡ trong cuộc sống. Cuối cùng, anh trở lại với nghệ thuật, tập trung ở mảng kịch và tấu hài bằng phong cách mới và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Hà Nội tuổi 35 tuổi, chèo queo vẫn là chèo queo. Năm nay tuổi 35 tuổi, dượng lèo chẳng được dượng lèo, dượng lèo chẳng được dượng lèo. Tiền thiếu xa lang trong hết cơm quán bình dân ôi chán chết đêm nằm thúc thích thúc thích thúc thích chẳng vợ chẳng con. Quý vị khán giả thân mến, không để cho quý vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ Mỹ Hạnh xin mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ sĩ Hồng Tơ. Xin chào anh Hồng Tơ. Chào Mỹ Hạnh. Hồng Tơ xin kính chào quý vị khán giả. Anh Hồng Tơ thân mến, có một câu hỏi mà Mỹ Hạnh phải đặt ngay với anh là Mỹ Hạnh và tất cả quý vị khán giả đều thắc mắc là thời gian gần đây quý vị khán giả rất là ít thấy anh Hồng Tơ xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Không biết là lý do vì sao ạ? Tất nhiên là mỗi người có một quan điểm. Hồng Tơ thì thường ngày xưa Hồng Tơ rất thích được lên màn ảnh, rất thích được nhiều vai diễn, nhiều vở kịch, nhiều vở cải lương để được đến với quý vị khán giả. Nhưng mà sau cái quá trình đó, bây giờ Hồng Tơ có cái sự chắt lọc. Ý Hồng Tơ muốn nói chắt lọc là khi mà mình xuất hiện nhiều trên truyền hình để được đến với khán giả thì tất nhiên nó phải có một cái gì đó nó mới và nó lạ. Có nghĩa là nó sẽ khác hẳn với những cái gì trước đây. Vì vậy cho nên Hồng Tơ rất là kén chọn khi có những một vài hãng phim hay là một vài chỗ mời Hồng Tơ tham gia những cái chương trình của đài truyền hình. Mỹ Hạnh cũng rất là thắc mắc cái nghệ danh Hồng Tơ của anh là anh tự chọn cho mình hoặc là cơ duyên nào anh đến với cái nghệ danh như thế ạ? Thường thường đó, ngày xưa đi hát thì nghệ sĩ hay chọn cho mình một cái tên rất là đẹp, rất là kêu. Tôi suy nghĩ bây giờ lấy cái tên Thanh Tơ. Thanh Tơ thì nó có ý nghĩa gì? Khi một số anh em xung quanh, những người lớn tuổi cũng chọc Hồng Tơ, nó thôi không mấy giờ Hồng Tơ, bây giờ không mấy giờ Tơ, mày lấy cái tên này rất là dễ thương nè, thôi giờ mày lấy tên Cày, Cày Tơ đi. Tự nhiên mà nghệ sĩ một kép chánh ở chúng tôi xin được giới thiệu nam nghệ sĩ Cày Tơ, nghe thì nó nó không khoái cho lắm. Rồi cũng có một số anh em góp ý lấy cái tên Nai Tơ. Nai Tơ cái mặt này mà làm sao mà nai được. Lúc đó cái mặt mặc dù còn nhỏ mới bước chập chững vào nghề chứ cái mặt cũng dữ lắm cũng cho nên không có nai được. Không nai được. Cuối cùng mình suy nghĩ thì trong lúc đó mình đi một cái đoàn. Cái đoàn đầu tiên mình đi đó là đoàn cái lương qua miền Nam, Hồng Vũ. Cái tên Hồng Vũ đó là cái ông bầu thành lập ra cái đoàn đó. Vì vậy cho nên đó là Tơ mới quyết định là lấy cái chữ lót là Hồng.
Và tại sao mà lấy cái tên Hồng Tơ? Bởi vì Hồng Tơ nó cũng có cái ý nghĩa là Hồng Tơ, rồi cái mình ấy đảo ngược lại là Tơ Hồng, là nó cũng có ý nghĩa là cái sợi dây Tơ Hồng luôn luôn xe chặt những cái mối tình thấm duyên ưa, có nghĩa là tạo cho một cái con người luôn luôn có một cái sự hòa quyện với nhau. Đó, từ lúc đó Hồng có cái tên nghệ danh Hồng Tơ lúc đó. Qua phần chia sẻ của anh thì Mỹ Hạnh cũng biết là anh rất là yêu loại hình nghệ thuật cải lương. Đó là một loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện nay á, thì dường như đối với giới trẻ hiện nay thì nó dần dần trở nên xa lạ. Bản thân anh là một người rất là yêu nghệ thuật cải lương. Thì anh nghĩ như thế nào về việc chúng ta phải có một cái cách để bảo tồn và giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống này ạ? Ngay cả bản thân Hồng Tơ là một người nghệ sĩ xuất thân từ sân khấu cải lương, khi mà Mỹ Hạnh hỏi thì Hồng Tơ cũng thấy hơi chạnh lòng. Phải nói là bây giờ nhiều khi hàng đêm Hồng Tơ muốn đến một cái ở thành phố mình, muốn tìm một cái sân khấu để mà có những lúc mà Hồng Tơ không có show đó, Hồng Tơ muốn tìm đến một cái sân khấu để mà ngồi để thưởng thức nguyên một cái vở cải lương thì nó không còn nữa. Hồi mà cái thời cải lương mà Hoàng Kim đó, Hồng Tơ nhớ đó, nói xin lỗi đó, tối lại diễn là khoảng chừng 5 giờ là hết vé rồi. Mà khán giả muốn đến xem là phải xếp hàng dài 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 dài, và nếu cần là phải có một cái giấy giới thiệu mới đến được mua hai vé. Bởi vì đây là cái nó một cái nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Mà bây giờ thì từ từ nó lại đi vào quên lãng. Nó có nghĩa là dần dần xa với khán giả lớn tuổi thì người ta còn mơn mấn. Nhưng mà khán giả trẻ bây giờ thì hình như là không, đã nhiều khi mở nghe cái là không thích rồi. Nhưng mà phải nói rất là rất cảm ơn có những cái chương trình dần trăng cổ nhạc, có nghĩa là ít nhiều cũng giữ lại được một cái phần nào đó, mặc dù nó không là nó không tổng thể là một cái nguyên một cái vở cải lương. Nhưng mà nó có những cái trích đoạn đó để cho cái khán giả mà có những cái hàng tháng để mà chờ đợi xem cái dần trăng cổ nhạc. Thì cái đó nó là một trong những cách để bảo tồn cái nét văn hóa của mình, đúng không ạ? Bảo tồn cái nét văn hóa. Vậy thì bây giờ khi mà nhắc là đến cải lương á, thì chắc là anh vẫn còn nhớ những cái bài học, những cái cách hát nó như thế nào, đúng không ạ? Mỹ Hạnh luôn luôn nghe là rành 6 câu vọng cổ. Mỹ Hạnh cũng không biết là vì sao người ta lại nói là 6 câu vọng cổ, thì chắc chắn là anh vẫn còn nhớ và chắc là anh có thể hát lại được, phải không ạ? Thường thường ca vọng cổ á là phải có cái tiếng đàn với này dạo lên, rồi để cho mình có một cái cảm giác để là để mình cảm hứng, mình khoái. Chứ còn bây giờ hát ra, thí dụ như anh nói, thí dụ như muốn cất vào lên cái tiếng ca trong cổ đó, thí dụ như là có cái tiếng đàn thí dụ như vậy. Còn bây giờ Mỹ Hạnh bắt anh ca mà không có đờn, giống như là gọi là ca trai. Nãy giờ làm đờn cũng hay lắm rồi đó anh. Thì cũng theo cái sự mà gợi ý không của Mỹ Hạnh thì Hồng Tơ cũng xin được hát một câu vọng cổ tặng cho quý vị khán giả. Lâm Kiều ơi xem vội vã, bỏ anh đi không chút nghĩ suy, không lời từ già, để cho anh nghe lệ đau thương tuôn rơi lạ chả, đứng bơ vơ trơ trọi như gà kia mất mẹ xa bay. Rồi nhớ thương em anh khóc suốt đêm ngày, nhớ hồi nào em còn nghèo khổ, tay lắm chân bùn rách rưới lang thang, em như hoa nở giữa đàn, bướm ong chê chán anh làm tàn nhảy vô. Wow, vẫn còn rất là phong độ, phải không quý vị? Rõ ràng là với câu ca của anh vừa rồi thì chương trình ngày hôm nay sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Xin được cảm ơn anh Hồng Tơ qua những cái chia sẻ về sự nghiệp của anh vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến, với những chia sẻ về sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Tơ thì Mỹ Hạnh tin chắc rằng quý vị đã có một cái nhìn khái quát hơn, nhiều thông tin hơn về sự nghiệp của anh Hồng Tơ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn trong ít phút trước khi chúng ta... Mỹ Hạnh xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với phần 2 của chương trình Sau Muôn Màu ngày hôm nay, trò chuyện với nghệ sĩ Hồng Tơ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Hồng Tơ giải bày đôi chút tâm sự về cuộc sống riêng tư của anh, đúng không ạ? Điều này rất là nhiều khán giả mong muốn được
chia sẻ cùng với anh và biết thêm thông tin về anh. Mỹ Hạnh cũng như quý vị khán giả cũng ít nhiều được biết rằng anh đã có giai đoạn sa chân vào một trong tứ đổ tường, đúng không ạ? Và điều này cũng khiến cho anh lâm vào một tình trạng là bấp bênh trong cuộc sống. Tất nhiên là nói về cuộc đời mà. Nhưng mà ông ta cũng rất lấy làm thú vị. Yeah. Bởi vì cuộc sống đó là nó phải luôn luôn có những cái bão tố, hay không? Những cái thăng trầm, yeah, không? Những chông gai. Yeah. Như vậy thì nó mới là cuộc sống. Thì đôi khi mà hồi nào giờ cái cuộc sống như vậy rồi, rồi cái tự nhiên có tiền rồi cũng không có hư về mặt này. Nói thì người ta nói trong cái cuộc đời nó có bốn vách tường. Thí dụ như là cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Tất nhiên là ai mà hay lắm là không đụng tới bốn cái chuyện này. Yeah. Nhưng mà ít nhiều á thì có nhiều người thì chỉ dấp ngã, thí dụ như là trai gái mà không dính ba kia. Yeah. Nhưng mà có nhiều người nghiện ngập thì không dính ba này. Thí dụ vậy. Yeah. Thì Hồng Tơ thì hình như là chắc có lẽ là bốn vách Hồng Tơ. Đụng hết bốn vách luôn á. Dính hết bốn vách luôn. Nói tới mắc cỡ không dám nói chuyện luôn. Không dám nói mắc cỡ, tự động mắc cỡ. Nhưng mà Hồng Tơ được nhận thức được một cái điều, những cái cuộc chơi rồi đều dừng lại. Bởi vì mình thấy đó là những cái mà nó không có lợi. Bởi vì bằng chứng cụ thể là nó không có lợi là gì? Gia đình hạnh phúc tan vỡ. Chính vì vậy cho nên nó là, bởi vì sau này đó Hồng Tơ nhiều đêm cũng hối hận lắm. Yeah. Nhưng mà ở đời có cái luật nhân quả rõ ràng. Lúc mình đương thời, cái thời điểm mình hot, mình như thế, tên tuổi của mình như vậy, mình lại bỏ bê sân khấu, có nghĩa là không đói, không hoài đáp lại, đói. Yeah. Hoài lại cái sự mà tổ nghiệp đã cho mình. Yeah. Mình mê chơi, bỏ bê nghề nghiệp, Hồng Tơ phải dừng lại. Yeah. Để mà còn lo cái khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi của mình. Yeah. Để lo cho gia đình, lo cho con cái. Quả thật là nghe những chia sẻ của anh vừa rồi thì Mỹ Hạnh thấy rằng anh ngoài một con người sống tình cảm thì đôi lúc mình có những cái suy nghĩ, những cái hướng nó không có được đúng, nhưng mà anh đã kịp thời dừng lại để bây giờ anh suy nghĩ cho con, cho gia đình anh. Và hiện tại em cũng biết là anh cũng đang có một cuộc sống rất là tươi mới, đầm ấm cùng với gia đình nhỏ mới của mình. Và em nghĩ là trong tương lai thì chắc chắn là cái việc mà anh va vấp một lần nữa là sẽ không bao giờ xảy ra. Không biết là trước khi chia tay với những vị khán giả thì anh có lời nhắn nhủ nào đến với những quý vị khán giả đang yêu thương anh, đã từng rất là yêu thương anh và chắc chắn là sau buổi trò chuyện này sẽ càng yêu mến anh nhiều hơn. Kính thưa quý vị khán giả, những lời của MC Mỹ Hạnh nói thì Hồng Tơ cũng đã hiểu được ý. Có nghĩa là tại sao ngày hôm nay Hồng Tơ được như vậy là do cái sự suy nghĩ dừng lại. Yeah. Trong cái vấn đề ăn chơi thì Hồng Tơ cũng ăn chơi, thì mình Hồng Tơ nói như thế này, ở đây Hồng Tơ cũng xin phép với quý vị cho Hồng Tơ được làm cái tấm gương để quý vị nhìn vào đây, để quý vị xem một cái là như Hồng Tơ cờ bạc là được gì, có gì và mất gì. Tất nhiên là không có được rồi, chỉ mất và có thôi. Được thì cũng có được đó, được có một cái là được cái bán nhà đó, có ăn cái là có ăn cái là mất vợ. Đừng có giận Hồng Tơ, đừng có nói Hồng Tơ bày đặt đồ này kia nọ, xạo xạo lên nói ra tội nghiệp. Như Hồng Tơ cũng chia sẻ vậy thôi, không quý vị thông cảm thương Hồng Tơ, đừng có nói Hồng Tơ này kia nọ. Dạ, cảm ơn nhiều nha quý vị. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình Sao Muôn Màu cũng như quý vị khán giả, cảm ơn nghệ sĩ Hồng Tơ đã đến giao lưu cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Và chắc chắn là buổi trò chuyện ngày hôm nay rất là ý nghĩa đối với tất cả quý vị khán giả cũng như đối với Mỹ Hạnh. Quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng thấy đó, nghệ sĩ cũng là một những người sống rất là bình thường và đôi lúc họ cũng có những vấp váp, những sa ngã. Tuy nhiên, họ đã tự mình đứng dậy và chính sự yêu thương, sự đồng cảm và chia sẻ của tất cả quý vị là một sức mạnh rất là lớn để cho những người nghệ sĩ, những người đã sống không có được đúng đắn trong một khoảng thời gian ngắn có thể tìm lại được chính mình và khẳng định con đường sự nghiệp của mình tiếp tục. Cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hồng Tơ hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn cũng như là những bài học thật là ý nghĩa. Ngày hôm nay thì chương trình xin phép khép lại tại đây. Mỹ Hạnh và nghệ sĩ Hồng Tơ xin mến chào tất cả quý vị.
Xin chào.